này mượn tiền hả? Cái sao đó mượn tiền. Trời ơi, nó chịu đâu, cái mặt này mà đi mượn tiền em hả? Rồi rồi. Hổ phá thế ứ phát thức ký phát thế. Hello, xin ngố anh chào cả nhà. Trời ơi, cả nhà nhớ không? Bữa rồi Hiếu ngố hẹn mình vô lùm chuối, mình tưởng đâu rồi. Rồi rồi. Ao. Ăn, dừng khoảng chừng là 2 giây. Con chuột trời Phật ơi, bằng giấy cơm mà trời. Ủa, cái vô khỉ mình vô anh nhổ lông nách rồi nè. Nhổ lông vô, mình móc một chùm lông nách luôn. Nội ơi, nó thú, hết khốn. Đó giờ mình đâu có nhổ lông nách mà thường thường trai như đâu có nhổ lông nách đâu cả nhà. Đây như để bình thường thôi. Rồi bắt đầu trước ẩm á thì chơi yếu mà kiểu ẩm lợi không cho. Trời ơi, trước mà lập như con heo mà nấu mình giữa nó nhẹ lắm hả, mà mình hốt cái con khô đó mà chơi sân ngố nào không nổi thiệt. Cả sân ngố mình ẩm đi cái một ẩm đi tới lông xiêm luôn chứ đâu mà nói không nổi. Thù ẩm cái đầu quá này sân ngố khô em mà cho này để mình gỡ nợ lên nha cả nhà. Ồ đấy. Ừ, mình mới binh được nha cả nhà. Đố cả nhà cái này là cái gì vậy? Cái bủ bối thằng Kỳ đã lấy vốn lăn lời để ngố nè. Ủa mà nó chưa đâu, chưa sao. Cái quan trọng nhất là cái này nè. Quan trọng nhất là cái này nè. Cái nhà nó giật nhẵn. Mình có anh em làm ở tiệm vàng Trúc An và Sài Đét á. Mình nhờ nó si cho mình mua ở nhà làm chợ á. Ngày kia nó si cho mình. Mình làm cho chiếc nhẵn nó cũ cũ rồi. Mình sẽ dùng cái này để cho anh Hương ố nha cả nhà. Và cái bọc đồ, và cái bọc bí ẩn này, cả nhà hãy đón xem sẽ ngố sẽ cho anh Hương ố như thế nào nha. Này trước mình dễ ba sĩ đâu không, hôm nay mình sẽ lấy lợi gấp đôi cho cả nhà xem nè. Dám nhổ lông nách nè, hôm nay sẽ ngố anh sẽ lấy lợi cả tình lẫn tiền cho em coi nha em. Rồi rồi, dễ gì nhìn ra. Xong rồi được cả nhà. Không mà thời gian này còn sớm lắm, mình còn chưa được đâu. Rồi để tối tối vậy, tối tối trời khuya hành vắng ít ít người, mình mò xuống mình thả thính một thêm ngố chứ mẹ ngố rồi ấy để cho ngố đi giống nó quay nữa giờ. A few moments later. Đợm ơi. Lập đầu á, nói nãy giờ không bộ lập được nha. Trời, làm gì giấu
không đáng giống mình luôn đi. Đồ của anh đó, được không đâu. Ủa? Ông làm gì có bộ đồ này? Của người ta mới phát. Trời ơi, chạy không đứng đó. Ủa, đi bảo vệ hả? Tiền gì trời? Trời ơi,
này mượn tiền hả? Mặt đâu có mượn tiền, ai mượn tiền, tôi thấy nãy giờ. Trời ơi, nó chuyện đó, cái mặt này mà đi mượn tiền em hả? Chứ nữa, nãy giờ than là mượn tiền chứ là gì? Anh than cái anh mượn tiền hả? Thì chứ ông than làm gì cũng than. Anh không có mượn tiền, bây giờ anh cầm nhắn là được không? Trời, trời ơi, là anh đâu có tiền, anh mượn tiền đâu nè. Trời, bữa nay mà đặt vàng đi cầm thôi đó. Đừng có vàng thì đi cầm thôi chứ có xin ai đâu. Của mình là tích góp lâu nay có thôi chứ không có xin ai. Trời ơi, chiếc nhẫn người từ lúc nào giờ tôi không thấy không đeo. Ai mua chủ yếu là làm cổ chứ đeo làm gì. Đó mà đeo đó. Không đeo hồi nào tới giờ nó cũ xì hết trơn hả? Lâu lắm rồi. Trời ơi. Rồi rồi. Giờ cầm nhiều. Vốn là nhờ em chung là. Ủa mà quên nữa, không cho tiện cầm, ở đây cầm không đâu. Ê, giờ để cầm đồ nào mà cầm, mà ra ngoài kỳ âm vậy ra ngoài. Cầm vàng này kia. Như bạn thấy sao không? Chiếc nhẫn này kỷ niệm. Anh mua cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà anh trao điện cầm độ á, anh sợ nó cầm cái đầu khi anh đi. Lỡ anh có làm được ở xa đó rồi anh không có về chuột được cái đầu nó bán mắt ủ kỷ niệm. Trời ơi, đó trời là tiền trong chuột thôi chứ gì đâu. Nhưng mà lỡ mình chưa tới ngày tháng rồi mình đóng không kịp rồi người ta bán rồi sao? Mà vậy mới đem xuống đây nhờ em giữ giùm. Trời ơi, trời ơi. Sao lên nổi? Nổi trời. Nhà chào ba vừa lo cái chiếc nhẫn é vừa lo không nổi. Trời ơi, ai cũng có khăn chứ bộ. Trời trời. Tính cầm nhiêu? Cầm 3 triệu ơi. Vậy ba. 3 triệu. À, chiếc nhẫn gì cầm 3 triệu không được hả? Không phải không triệu, mày ơi, tiền đâu có đâu mà nhiều cầm. Tôi đâu phải trong cầm đâu. Tôi có cầm ai đâu, tại ông kẹt thôi đó. Mày ông nói em không cầm ai nhưng mà giờ nay em cầm anh. Mày ông nói, ông thương nói cho mày cầm cái tờ từ kia, mấy vị tội nghiệp mà cầm cho đó ông nội. Trời cầm 3 triệu. 2 triệu gửi được không? Trời. Bán người này hôm nay bán được mấy trăm ngàn rồi, lỗ tới xương hôm nay bắt đến chết luôn được mấy trăm ngàn rồi. Trời ơi, cái gì mà than dữ vậy trời, có 2 triệu rưỡi là chiếc nhẫn chập bá rồi trời ơi, lỗ đầu luôn. Lỗ đầu ông chứ đầu tôi sao lỗ được. Dữ rồi, nó làm cục rồi chứ, có lấy anh có đưa cho em luôn không? Ôi mà giờ bữa nay không làm gì dữ hả? Ế rồi. Ế à, tiền đâu mà cầm. Ủa em ở Đồng Tháp chứ không phải ở gần mỏ than đâu, mỏ than dữ rồi. Ủa mỏ than đâu, tôi lỗ được tiền đâu. Ủa ông lãnh định đâu mà than dữ trời. Không bây giờ nè, 1 triệu. Trời ơi trời, chiếc nhẫn vậy chồng chịu. Cầm sao mà đó được. Không cầm thôi. Trời trời. Trời ơi trời, chiếc nhẫn này vậy mà cầm chịu nè. Cầm hơi vô nãy. Thôi cầm đại luôn đi. Trời ơi trời, vô cái chả giá dữ vậy. Giá dữ. Trời ơi trời, đem ra tiện cầm đồ nó thiệt em nó cầm này cũng là 3 triệu gửi chứ không giỡn. Đi đâu vậy? Nói rồi đi đâu nữa. Trời ơi. Giữ cho biết kỹ nha trời. Cầm từ đây đó. Bà bơi mốt mà trễ rồi ăn lời nha. Sớm thì thôi. Trễ rồi phải ăn lời. Ừ rồi thôi thôi. Rồi giờ tôi không ăn lời mà. Rồi được. Qua ngày đó tôi ăn lời đó. Ừ. 1 triệu là 1 tháng là 100 ngàn. Sớm thôi thôi. Đâu hả? Lấy tiền. Trời có 1 triệu tưởng đâu giữ gần lắm đi vô. Lấy tiền. Mở cái chắc này vậy? Mở cái chắc hả? Nhắc bộ học lấy tên chịu rồi kiếm chiếc nhắn lên nó điện si luôn lỗ khổ quá rồi mày ơi bán bạn không trời bán bạn không đó bạn bốn bánh mà ừ thì bốn bánh bánh nữa đó, 2 bánh à. Quên. Xe sao? Mà một lần. Chịu gửi đi. Tiền anh sâu đi rồi. Mà nói hôm nay à. Đó là chiếc nhẫn đó đó, nhẫn kỷ niệm của anh đó, giữ gìn kỹ.
anh đi thử việc vào bữa thôi, được không được thì anh về rồi đâu mà anh chuột lại đúng không? Không chuột là tôi cho thằng khác luôn. What? Thằng ông là thằng ông nhớ nha. Rồi giữ cái ký đi. Rồi ok. Ừ, nó lại rước anh tới giờ sao lâu dưới trời. Đi thổi nó đi. Chút mà tới chơi gì đâu. Nói chờ anh đi này cũng mấy ngày đó. Gì đi cũng mấy ngày hả? Mày thứ việc mà. Gì thứ việc gì cũng mấy ngày hả? Ô chuyện nhỏ. Thì chứ đi xa thì bỏ em nhà cũng nhớ em không chứ. Không đâu nhớ tôi làm gì. Trời ơi, trời ơi, nhớ tôi làm gì? Thôi cho anh thùng cá này để anh đi xa. Nãy giờ lãi bây giờ, ông trời ơi, nhà không biết xong. Không đi được rồi. Ơi, ơi, ơi. Thôi bạn, lại rước là anh đi nha. Ủa, ông nội gì nữa hả? Gì vậy? Ủa, sao nói anh đi mua bánh mà? Ừ thì xe nhỏ mới đường ra chở anh ra đường lộ lớn. Được rồi, lớn. Xe lộ lớn thì xe lấy xe. Ừ chứ giờ ngoài sao. Ủa? Đường này xe lớn được mà. Xe ngang được vô đây công ty cho nó gần để kêu bạn nó làm gì. Vì nó không quen đường. Trời ơi, vậy đi vậy hả? Ừ, thôi anh đi nha. Đi à. Gì đó? Đâu có quên hết gì đâu. Nè, quên hả? Ờ thôi để đi nữa anh làm rồi anh lãnh tháng lương đầu tiên rồi đầu anh gửi về anh chuột nhắn rồi anh trả tiền nó luôn. Đã cầm nhắn không ăn một phần bạc rồi rồi. Đi nha. Rồi chưa? Không cho rồi. Rồi chưa? Không cho rồi. Bang dừng khoảng chừng là 2 giây. Chẳng làm cái gì nó luôn mà nhỏ lên. Không thấy vui. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi.